Cô xin chào tất cả các em học sinh lớp 9. Ở clip trước, cô đã hướng dẫn các em giải chi tiết phần trắc nghiệm. Trong clip ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn các em giải phần tự luận. Để việc học tập đạt hiệu quả cao thì trước hết các em phải tự giải các bài tập này trước. Sau đó đối chiếu với phần hướng dẫn giải của cô, xem sức của mình làm được bao nhiêu. Hai lớn, phần tự luận, 5 điểm. Bài 1, 1 điểm. Câu A, giải hệ phương trình 3x trừ 2y bằng 23, x cộng 2y bằng 21. Giải hệ phương trình thì các em có thể dùng phương pháp thế hoặc phương pháp cộng. Các em quan sát hệ số A bằng 3, A phẩy bằng 1, B bằng âm 2, B phẩy bằng 2. Ta thấy hệ số B và B phẩy là đối nhau, âm 2 và 2, thì chúng ta có thể dùng phương pháp cộng để triệt tiêu ẩn y, khi đó chúng ta chỉ còn ẩn x. Vậy hệ sẽ tương đương với, các em lấy 3x cộng với 1x được kết quả là 4x. Âm 2y cộng 2y bằng 0. 23 cộng 21 được kết quả là 44. Các em ghi vào. Phương trình thứ hai thì các em giữ lại một trong hai phương trình ban đầu. Đó là x cộng 2y bằng 21 hoặc 3x trừ 2y bằng 23. Chúng ta giữ lại phương trình đơn giản nhất, đó là x cộng 2y bằng 21. 4 nhân x bằng 44, các em có thể dễ dàng suy ra được x. X bằng 44 chia 4, kết quả bằng 11. Các em thay vào phương trình thứ hai, 11 cộng 2y bằng 21. Hệ phương trình tương đương với x bằng 11. Các em rút 2y ra, 2y bằng 21 trừ 11. Kết quả là bằng 10. Tương đương với x bằng 11, các em giữ nguyên. 2 nhân y bằng 10, do đó y bằng 10 chia 2, kết quả là y bằng 5. Các em kết luận, vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất x chấm phẩy y bằng ngoặc tròn. X các em ghi trước đó là 11 chấm phẩy, y các em ghi sau đó là 5. Lưu ý, hệ phương trình này có nghiệm theo nghiệm cặp xy. Chứ có bạn kết luận là vậy phương trình có hai nghiệm x bằng 11, y bằng 5 là sai nha các em. Câu B, tìm M để điểm A có tọa độ là 1, 4 thuộc đồ thị hàm số y bằng M cộng 1 nhân x bình phương. Các em lưu ý, điểm A có tọa độ 1, 4 thuộc đồ thị hàm số y bằng M cộng 1 nhân x bình, thì tọa độ của nó là x bằng 1 và y bằng 4, thỏa mãn hàm số y bằng M cộng 1 nhân x bình. Do đó, các em thay x bằng 1, y bằng 4 vào hàm số y bằng M cộng 1 nhân x bình thì các em dễ dàng tính được M. Các em giải câu B, thay x bằng 1 và y bằng 4 vào hàm số y bằng M cộng 1 nhân x bình. Ta có bốn bằng M cộng 1 nhân với 1 bình phương. Do đó 4 sẽ bằng M cộng 1 nhân 1, hay 4 bằng M cộng 1. Do đó M bằng bao nhiêu các em? M sẽ bằng 4 trừ 1. Kết quả là bằng 3. Rất là đơn giản phải không? Các em kết luận, vậy M bằng 3 thì điểm A có tọa độ là 1, 4 thuộc đồ thị hàm số y bằng M cộng 1 nhân x bình.
Chúng ta sang bài 2. Bài 2, 1 điểm. Cho phương trình x bình cộng 2m trừ 1x trừ 2m bằng 0 với ẩn x. Câu A, giải phương trình khi m bằng 1. Chỗ nào có m thì các em thay bằng 1 vào. Chúng ta làm câu A, khi m bằng 1 thì phương trình 1 trở thành x bình, các em giữ nguyên, cộng 2 nhân 1 bằng 2 trừ 1 được 1x. Các em có thể ghi là x trừ 2 nhân 1 được 2 bằng 0. Vậy là chúng ta đã đưa về được phương trình bậc 2 theo ẩn x với hệ số A bằng 1, hệ số B bằng 1 và hệ số C bằng âm 2. Để giải phương trình bậc 2 một cách nhanh thì đầu tiên các em xem hệ số có dạng đặc biệt hay không. 1 cộng 1 cộng âm 2 thì chúng ta thấy là bằng 0. Ta thấy A cộng B cộng C bằng 1 cộng 1 cộng với âm 2. 1 cộng 1 bằng 2, 2 cộng với âm 2, kết quả là bằng 0. Do đó phương trình 2 sẽ có hai nghiệm, đó là x1 bằng 1, x2 bằng c phần a bằng trừ 2 phần 1 bằng trừ 2. Chúng ta làm câu B, tìm m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 sao cho biểu thức a bằng x1 bình cộng x2 bình nhận giá trị nhỏ nhất và tìm giá trị nhỏ nhất đó. Bây giờ thì phương trình mà chúng ta quan tâm đó là phương trình bậc 2 chứa tham số m. Đó là phương trình x mũ 2 cộng 2m trừ 1 nhân x trừ 2m bằng 0. Đầu tiên thì các em xác định hệ số ABC của phương trình bậc 2 này. Hệ số A bằng 1. Hệ số B bằng 2m trừ 1. Và hệ số C đó là âm 2m. Để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thì điều kiện của delta phải như thế nào các em? Để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thì delta phải lớn hơn hoặc bằng 0. Do đó đầu tiên các em phải tính delta. Ta có delta bằng B bình trừ 4AC. Các em thay vào bằng 2m trừ 1 tất cả bình trừ 4 nhân A các em thay bằng 1, C các em thay bằng âm 2m. Bây giờ các em khai triển hằng đẳng thức 2m trừ 1 bình, đó là hằng đẳng thức số 2, A trừ B tất cả bình. Đầu tiên là 2m tất cả bình trừ 2 nhân với 2m nhân 1 cộng với 1 bình, trừ nhân trừ thành cộng, 4 nhân 2m kết quả là 8m bằng 4 nhân m bình phương trừ 4m cộng 1 cộng 8m. Các em thu gọn bằng 4m bình, 8m trừ 4m được kết quả là 4m cộng 4m cộng 1. Đây chính là hằng đẳng thức số 1. 2m cộng 1 tất cả bình phương. Vì sao lại như vậy các em? Chúng ta thấy 4m bình chính là 2m tất cả bình phương. 4m chính là 2 nhân với 2m nhân 1 cộng 1 chính là cộng với 1 bình phương. Chúng ta thấy 2m cộng 1 tất cả bình phương là bình phương của một tổng, do đó nó luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi giá trị của m. Vậy delta luôn lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi m, do đó phương trình sao luôn có hai nghiệm x1, x2. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là phải tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A bằng x1 bình phương cộng x2 bình phương. Các em lưu ý,
Nếu có x1 cộng x2 tất cả bình phương, khai triển ra sẽ bằng x1 bình phương cộng 2 nhân với x1 nhân x2 cộng với x2 bình phương. Đây là hàng đẳng thức số 1, bình phương của một tổng. Do đó các em dễ dàng rút ra được x1 bình phương cộng x2 bình phương bằng x1 cộng x2 tất cả bình phương trừ 2 nhân x1 x2. X1 cộng x2 chính là tổng hai nghiệm, x1 nhân x2 chính là tích hai nghiệm. Tổng hai nghiệm theo định lý VS đó là trừ b phần a, còn tích hai nghiệm theo VS đó là c phần a. Do đó chúng ta dễ dàng tính được giá trị của x1 bình cộng x2 bình. Tìm giá trị nhỏ nhất thì các em phải đưa về dạng a bằng fx tất cả bình cộng với một số m nào đó, nó sẽ lớn hơn hoặc bằng m. Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi fx bằng 0. Các em làm bước tiếp theo. Theo định lý VS, ta có x1 cộng x2 bằng trừ b phần a. Các em thay vào bằng trừ 2m trừ 1 phần 1 chính là bằng trừ của 2m trừ 1. X1 nhân x2 bằng c phần a bằng trừ 2m phần 1 chính là bằng trừ 2m. Biểu thức a bằng x1 bình phương cộng x2 bình phương chính là bằng x1 cộng x2 tất cả bình phương trừ 2 lần x1 x2. Bây giờ các em chỉ việc thay vào thôi. Bằng x1 cộng x2 tất cả bình thì các em lấy âm của 2m trừ 1 tất cả bình thì nó cũng bằng 2m trừ 1 tất cả bình. Dấu trừ bình phương lên thì được dấu cộng các em. Trừ 2 nhân cho x1 nhân x2 thì các em thay bằng âm 2m. Các em khai triển bình phương của một hiệu bằng 4m bình trừ 2 nhân 2m nhân 1 được kết quả là 4m cộng 1 bình được 1 trừ nhân trừ được cộng 2 nhân 2m kết quả là 4m. Thu gọn bằng 4m bình trừ 4m cộng 4m hết cộng 1. Chúng ta thấy là 4 nhân với m bình luôn lớn hơn hoặc bằng 0. Do đó 4m bình cộng 1 nó sẽ lớn hơn hoặc bằng 1. Các em ghi vì 4 nhân m bình luôn lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi giá trị của m. Dấu bằng xảy ra khi nào các em? Dấu bằng xảy ra khi 4 nhân m bình bằng 0. Do đó m bình phương sẽ bằng 0. Suy ra m bằng 0. Các em kết luận vậy min a bằng 1 khi và chỉ khi m bằng 0. Trong clip ngày hôm nay thì cô hướng dẫn các em giải chi tiết bài 1 và bài 2 phần tự luận. Còn lại bài 3 và bài 4 phần tự luận thì mời các em đón xem ở video tiếp theo. Các em hãy đăng ký kênh và giới thiệu với bạn bè để nhận được các video bài giải bổ ích tiếp theo nhé. Chào tạm biệt tất cả các em.